Sau 2 ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc, dân chủ đổi mới, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17 đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra, quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã dành nhiều thời gian thảo luận, đánh giá bổ sung kết quả phát triển kinh tế xã hội năm 2023, tình hình triển khai và kết quả phát triển kinh tế xã hội, tình hình thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2024, thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền, báo cáo của các ngành Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân, Cục Thi hành án Dân sự tỉnh. Trên cơ sở bám sát tình hình thực tế, phân tích sâu sắc những thuận lợi, thời cơ, đặc biệt là những khó khăn, thách thức trong 6 tháng đầu năm 2024, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, phân tích nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm, làm cơ sở để Hội đồng Nhân dân tỉnh quyết nghị nhiều giải pháp trọng tâm nhằm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp thu ý kiến của đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, tiếp tục đưa ra các giải pháp kịp thời, hiệu quả trong chỉ đạo điều hành. Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông qua 25 nghị quyết với nhiều nội dung quan trọng để thể chế các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Đồng thời, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thực hiện các quy trình về công tác cán bộ để miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026. Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 có ý nghĩa quan trọng đối với việc triển khai nhiều giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025. Thưa các vị đại biểu, thưa cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, sau kỳ họp, đề nghị các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức tốt hoạt động tiếp xúc cử tri, thông báo kết quả kỳ họp đến cử tri và nhân dân, thường xuyên giữ mối quan hệ chặt chẽ, lắng nghe ý kiến và nguyện vọng của cử tri và nhân dân, tích cực tham gia giám sát việc tổ chức thi hành hiến pháp và pháp luật, nắm bắt thực tiễn đời sống xã hội để kịp thời phản ánh, kiến nghị đến Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan. Hội đồng Nhân dân tỉnh yêu cầu thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các cơ quan tổ chức hữu quan trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình tập trung triển khai các biện pháp giải pháp đảm bảo thi hành các nghị quyết mới được thông qua, đảm bảo các nghị quyết kịp thời đi vào đời sống, tạo cơ sở pháp lý để triển khai điều hành các hoạt động phát triển kinh tế xã hội, thúc đẩy tăng trưởng, nỗ lực phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 và những năm tiếp theo. Kỳ họp lần thứ 19, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17 đã thành công tốt đẹp. Tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp 19, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17.